Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk nỗ lực nâng cao chỉ số BCI. Mang yêu thương đến với trẻ khuyết tật. Trong mục Đắk Lắk chuyển đổi số, chương trình có phóng sự số hóa dữ liệu hồ sơ đất đai. Thời sự trong nước, điểm tựa cho những người hoàn lương. Bà Harris giành ưu thế trước ông Trump. Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, TechFest Đắk Lắk 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức TechFest Đắk Lắk 2024, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. TechFest Đắk Lắk 2024 với chủ đề Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Đây là sự kiện thường niên nhằm kết nối các chủ thể hệ sinh thái, các nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động kết nối sản phẩm, kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Thì mình rất là kỳ vọng là muốn đem đến những sản phẩm đặc trưng của địa phương để giới thiệu cho đầu tiên là những cái người khách hàng, những bà con ở tại tỉnh Đắk Lắk mình biết rằng là tại Đắk Lắk mình cũng có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là chất lượng, và thông qua những cái sản phẩm này thì sẽ lan tỏa và sẽ được mọi người biết đến, rồi giới thiệu đi các cái tỉnh lân cận và mở rộng thị trường để mà hợp tác xã của mình nó sẽ phát triển hơn, và cũng như là người nông dân của hợp tác xã sẽ có những cái sản phẩm tốt. Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian qua, cùng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng một quốc gia khởi nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đắk Lắk phát triển theo chiều sâu, tạo dấu ấn lớn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, được các bộ ngành đánh giá cao và được ghi nhận là một trong những tỉnh có phong trào khởi nghiệp sôi nổi. Trong thời gian qua, cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một quốc gia khởi nghiệp, Ủy ban tỉnh cùng các ngành đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đắk Lắk phát triển theo chiều sâu, tạo dấu ấn lớn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, khu vực Tây Nguyên. TechFest Đắk Lắk năm nay diễn ra trong 2 ngày, 23 đến 24 tháng 9 năm 2024, với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu, quảng bá dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương, hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm năm 2024, hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hội thảo thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, tọa đàm học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0, hội thảo khởi nghiệp xanh trong nền kinh tế tuần hoàn. Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024, chiều nay 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thảo thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các lãnh đạo sở ngành, các chuyên gia chia sẻ về những chính sách hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, mô hình thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương,
hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hội thảo không chỉ là sự kiện mang tính chất hội tụ những ý tưởng xuất sắc từ nhiều lĩnh vực, mà còn là cơ hội để nhìn nhận vai trò quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế địa phương. Qua hội thảo, các đại biểu chia sẻ mô hình thành công trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành của địa phương quan tâm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, lắng nghe các ý kiến, tham luận, từ đó chọn lọc để đưa vào thực tiễn. Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2024 TechFest Đắk Lắk, từ ngày 23 đến 24 tháng 9 tại chợ phiên A Còng Buôn Ma Thuột, có gần 150 gian hàng sản phẩm đa dạng ở trong tỉnh được trưng bày giới thiệu đến người tiêu dùng đối tác. Năm nay, Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2024 thu hút gần 150 gian hàng trưng bày sản phẩm các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải thưởng tại các cuộc thi khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm trưng bày đảm bảo về nhãn hiệu, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng theo quy định. Năm nay, ngoài các sản phẩm ô cốp, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hoạt động trưng bày TechFest Đắk Lắk 2024 có thêm gian hàng giới thiệu sản phẩm ở các lĩnh vực cơ khí, công nghệ, các giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật thuộc các trung tâm trường cao đẳng đại học, trung học trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và kết nối với nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nhân, nhà đầu tư tiêu biểu. Sáng nay 23 tháng 9, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức sinh hoạt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2024. Sự buổi sinh hoạt truyền thống có Đại tá Nieta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã tổ chức dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giao lưu văn nghệ xem phim truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, 79 năm xây dựng chiến đấu và không ngừng lớn mạnh. Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh luôn kế thừa phát huy truyền thống anh hùng trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc, luôn tỏ rõ khí phách của quân đội anh hùng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Từ đó nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, lập nên những chiến công vang dội, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm trạng danh non sông đất nước. Đây là hoạt động nhằm ôn lại chặng đường đầy gian khổ, ác liệt, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang oanh liệt của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó giáo dục bồi đắp lòng tự hào, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống, từ đó trung thành, kiên cường, dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Trong thời đại mới, ra sức xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ số BCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đề án cải thiện, nâng cao chỉ số PCI với nhiều giải pháp đồng bộ. Điểm số PCI năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 64,46 điểm, xếp thứ 51 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3,55 điểm và 9 bậc so với năm 2022. Cho đến nay, Đắk Lắk đã không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ những điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và phát triển. Bên cạnh đó, để thực hiện quy định cụ thể về các nội dung hỗ trợ cơ bản dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh đã tích cực đưa ra các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn.
Trong đó, doanh nghiệp được tạo nhiều điều kiện hỗ trợ giảm bớt khó khăn để sớm quay trở lại đà phục hồi tăng trưởng. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được thực hiện, đặc biệt là công tác cải cách hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dạy một học sinh bình thường đã khó, dạy học sinh khuyết tật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Nhưng với tình yêu nghề và mong muốn giúp những em học sinh đặc biệt hòa nhập với cộng đồng đã tạo động lực để các thầy cô tại các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật gắn bó với nghề, vượt qua những khó khăn, thử thách. Đã có 26 năm gắn bó với trường chuyên biệt Vi Nhân, thành phố Buôn Ma Thuột, cô Trần Thị Hữu Hạnh luôn xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Được phân công dạy trẻ khiếm thính, các em không nghe được, không thể nói những mong muốn suy nghĩ của mình, nên để lớp học trở nên sinh động, cô Hạnh vừa phải nói vừa phải diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu, thể hiện qua biểu cảm khuôn mặt, khẩu hình và động tác tay. Với trách nhiệm và tình yêu thương, nhiều trẻ kém may mắn đã có thêm tự tin đến trường, thắp lên niềm hy vọng về tương lai phía trước. Cái khó khăn của các em đối với các em ở ngoài á, là nói chung ở ngoài thì mình sẽ truyền đạt thì cái tiếng nói thôi, mình truyền đạt cái lời nói để các em đã hiểu và tiếp nhận được rồi. Còn các em này là vừa mình phải truyền đạt về cái ngôn ngữ ký hiệu và hình ảnh lại cung cấp để cho các em, để các em nắm rõ và hiểu thêm. Khi mình truyền đạt các em, đầu tiên các em cũng chưa hiểu trò và cô thì cũng không hiểu nhau. Khi mà các em đã hiểu rồi, mà các em đã nói được rồi, hay ví dụ bật âm hay nói được từ rồi, thì bản thân tôi rất là vui, rất là hạnh phúc. Các em không chỉ ở thành phố đây không, mà rất là nhiều vùng sâu vùng xa, nhất là những em người đồng bào thiểu số ở Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước. Và các sơ đã tạo điều kiện cho các em học văn hóa ngay từ nhỏ, không chỉ dạy kiến thức mà còn chăm sóc các em và giáo dục các em về nhân bản để các em trở thành những con người tốt cho xã hội, có ích cho xã hội. Từng là một giáo viên phổ thông, chính tình yêu với các em khuyết tật, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai đã quyết định đến với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. Qua nhiều năm công tác, cô Mai đã hiểu được đặc điểm khó khăn của từng học sinh, từ đó có cách giao tiếp phù hợp. Hiện cô Mai đang tham gia dạy hướng nghiệp nghề thủ công cho học sinh tại trung tâm và hỗ trợ học sinh khuyết tật nặng hòa nhập cộng đồng. Cái lớp nghề này là cái lớp mở ra chỉ là định hướng nghề nghiệp cho các con thôi. Cũng giống như là một cái môn học bên ngoài, môn học trải nghiệm. Còn về ước mơ của các con thì các con có rất nhiều ước mơ, nhưng mà các con cũng chưa có xác định được là cái nào đúng với khả năng, năng lực của mình và cái nào mình có thể tồn tại được. Em được cô giáo em dạy rất là nhiều điều hay. Em mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một người có thể móc len đẹp nhất và làm được nhiều sản phẩm tốt nhất. Và em cũng mong ước điều đó thành hiện thực. Không chỉ có cô Hạnh, cô Mai mà rất nhiều giáo viên khác ở trường chuyên biệt Vi Nhân và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy sự trưởng thành hòa nhập cộng đồng của học sinh để làm niềm vui trong công việc. Qua sự rèn luyện dạy dỗ của thầy cô, nhiều học sinh đã trưởng thành có cuộc sống ổn định. Đó là niềm vui hạnh phúc của những thầy cô giáo gắn bó với môi trường đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai, thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về đẩy mạnh xây dựng cơ sở, dữ liệu đất đai và đi vào hoạt động hiệu quả. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đăng ký đất đai trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng, vận hành dữ liệu đất đai được số hóa nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Ông Nguyễn Văn Ninh ở xã Efe, huyện Krông Bách hôm nay đến bộ phận một cửa của huyện để làm hồ sơ về thủ tục đất đai. Đối với hồ sơ của ông Ninh, trong quá trình tiếp nhận tại bộ phận một cửa đã được cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai thông báo cần phải tra cứu lại nguồn gốc đất để phù hợp với nhu cầu chuyển nhượng của ông. Sau khi thực hiện tra cứu trên hệ thống, ông Ninh đã nhận được kết quả mà mình yêu cầu. Hôm nay mình đi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì mình đến đây là đầu tiên là mình bóc vào ô cửa số 2 để nộp vào đây. Xong nhân viên tiếp nhận, họ
họ nhận xong là họ ghi nhận và họ hẹn mình cỡ một tiếng hồ sau quay lại, khi họ đã nhập số hóa về bên cửa bên kia thì đến giờ hẹn mình quay lại mình ngồi bên tiếp nhận, họ sẽ nhập dữ liệu hồ sơ trên máy và họ đưa giới hạn cho mình ký. Tôi thấy rất là nhanh gọn, rất là tiện ích. Theo phản ánh của người dân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và ứng dụng phần mềm quản lý đất đai vào khai thác vận hành, thực hiện các nghiệp vụ thủ tục hành chính về đất đai giúp người dân không phải tiếp xúc nhiều với cán bộ viên chức trong việc xử lý hồ sơ nên giảm được chi phí và tránh phiền hà. Đồng thời, tăng cường hiệu quả tính minh bạch của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai và đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu về trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin đất đai của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Cái việc số hóa với đội đề án 06 thì trên cổng thông tin tử thì cũng đó là cũng một cơ sở bên chi nhánh cũng dựa vào đó để tra cứu được nhiều cái thông tin, ví dụ như sai sót về thông tin chủ đất hoặc là cần cung cấp một số giấy tờ mà người dân yêu cầu thì nó cũng thuận tiện hơn. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc, nhất là Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, tập trung số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả nhằm hình thành kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân. Qua đó, thông tin hồ sơ, giấy tờ về đất đai của tổ chức cá nhân được cập nhật kịp thời để tạo dữ liệu trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, chi nhánh các huyện, thị xã, thành phố đã chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, tiến hành chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng để số hóa hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài cái nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường để mà thực hiện tốt cái đề án 06 thì trong quá trình thực hiện cũng còn có một số khó khăn vướng mắc mà Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị với các cơ quan có liên quan để mà phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất là đề nghị Ủy ban cấp huyện tăng cường đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa để mà tiếp nhận và giải quyết tốt thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định. Đề nghị Ủy ban huyện là chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban cấp xã cũng như là các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thực tế cho thấy, việc số hóa dữ liệu đất đai không chỉ giúp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai mà còn giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, cũng như triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.